Diễn ra giữa hai đôi vật bảo đôi sáu ba chân phục màu đỏ, màu vàng. Vận động viên bắt đôi tám ba chân phục màu đỏ. Đề nghị các vận động viên khi đăng ký chân trước thì yêu cầu sẽ tắt đai màu đỏ, và vận động viên đăng ký chân sau sẽ tắt đai màu xanh, màu vàng hoặc màu tím. Như vậy là ban tổ chức cũng như là tổ trọng tài sẽ dễ phân biệt để giới thiệu cũng như công bố kết quả. Hai đôi vật quỳ xuống làm thủ tục sát đài. Vận động viên vào tham gia thi đấu để chúng ta thực hiện nghiêm túc. Các vận động viên đã vào đăng ký vật hội lạc thôn Bảo Yên thì đều phải biết xa đài. Chúng ta không muốn đẹp nhưng chúng ta cũng làm thực hiện đúng nghi lễ của mình. Trận đấu bắt đầu. Hiện nay ở đầu đèo số 25, vận động viên Hiếu Tài, câu lạc bộ vật thủ liên đội đã nhất thắng, và vận động viên Nguyễn Văn Nam Hoài Đức đang tập huấn tại câu lạc bộ Con Nhân Dân Xin Theo. Và vì lý do sức khỏe cũng như thời gian, vận động viên Tài không tham gia thi đấu. Như vậy vận động viên Nam Hoài Đức nhất thắng quan trận. Cái giải thiếu liên của địa phương hiện nay vận động viên tâm 14 đã nhất thắng một trận. Tôi đề nghị các em thiếu liên ở trong địa phương đã có lèo thì cũng khẩn trương đăng ký với ban tổ chức để phá giải của vận động viên Minh Tuân. Và nếu đến 15 giờ mà không có vận động viên xin theo thì ban tổ chức quyết định sẽ trao giải đó cho vận động viên Minh Tuân. Như vậy vừa rồi ban tổ chức chúng tôi đã thông báo tới các vận động viên thiếu niên của Quảng Yên, nếu như đến 15 giờ không có vận động viên nào đăng ký theo vận động viên tâm ở đội 4 của giải thiếu niên Quảng Yên thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ quyết định trao giải thiếu niên cho đô vận tâm ở đội 4. Vậy xin mời các vận động viên đô vận của thanh niên thiếu niên Quảng Yên vào đăng ký ban tổ chức. Chúng tôi yêu cầu các khán giả không có mặt tại khu vực của ban tổ chức. Một lần nữa chúng tôi quy định, ban tổ chức chúng tôi quy định tất cả các khán giả không có mặt tại khu vực của ban tổ chức, và đề nghị đồng chí thật khẩn trương giúp đỡ tiểu ban của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi yêu cầu chúng ta là những khán giả, chúng ta ngồi những vị trí tốt nhất và vẫn còn rất nhiều các vị trí trống, đề nghị tôn trọng ban tổ chức. Thank you.
thôi. Xin mời hai đứa bạn đà vào giới sới để trọng tài công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở giải ở keo vật thanh niên thôn Quảng Yên giữa Đô Bảo keo đài màu vàng gặp Đô Bắc keo đài màu đỏ, và kết thúc trận đấu ở phút thứ ba thì Đô Bắc keo đài màu đỏ giành chiến thắng tuyệt đối trước Đô Bảo. Một tràng pháo tay lớn để động viên hai đô vật, xin cảm ơn.